Rồi, kính chào quý vị. Hải của mình đang có mặt ở khu vực Kỳ Hòa, Hồ Kỳ Hòa quý vị. Sài Gòn khuya ngày 7 tháng 9 năm 2017. Trời Sài Gòn không mưa quý vị. Nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C. Bên trái là đường Piruski, Lê Hồng Phong nè. Đây thuộc phường 12, quận 10 đó. Đường này là chuyên tập trung về khách sạn cho thuê theo giờ đó gì. Đó, vì thấy cái đèn này nháy lấp lánh không? 1 tiếng 50 ngàn đồng, 2 tiếng 70 ngàn đồng. Còn phòng Sài Gòn về đêm nhộn nhịp cái gì ha. Về phải đây là đường Sư Văn Hạnh nối dài nữa gì. Đường Sư Văn Hạnh đoạn này là nổi tiếng karaoke. Và góc bên trái đây là đường rẽ vào bệnh viện tim 115, bệnh viện 115 này gì. Bệnh viện nổi tiếng Sài Gòn. Và bên tay trái đây là trung tâm cấp cứu bệnh viện quận 10 nè. Rồi bên trái đây là đường Tô Hiến Thành. Quẹo phải với đây là đường Đồng Nai hướng về cư xá Bắc Hải. Vô cư xá Bắc Hải là nổi tiếng cà phê với lại quán nhậu ấy. Tới đêm khuya luôn nè. Trong khu vực cư xá Bắc Hải thì người ta hay đặt tên đường á bằng những cái địa danh các tỉnh thành ở Việt Nam, ví dụ như đây là đường Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai gì. Bên phải là đường Hồng Lĩnh ở Nghệ An Hà Tĩnh đó, đường Ba Vì Hà Nội là núi Ba Vì đó. Bên phải là đường Bạch Mã là dãy núi Bạch Mã ở phía nam của Thừa Thiên Huế. Bên phải là đường Trường Sơn, dãy núi Trường Sơn. Đang đi đây là Thất Sơn, vùng Châu Đốc, An Giang gì, bảy núi đó. Đang đi vùng lõi của cư xá Bắc Hải này. Đó, quẹo trái bên đây là đường Bắc Hải. Thank you.
cho chị biết được Sài Gòn đêm khuya ha. Đây là hướng đường Bắc Hải đi ra đường Lý Thường Kiệt, ngày xưa là đường Nguyễn Văn Thoại đó. Sài Gòn càng về khuya đường càng vắng vẻ quý vị, đi đứng cẩn thận ha. Gió nó hơi ồn mà quý vị thông cảm nha, để quay trực tiếp á. Đó, quẹo phải ở đây là đường Lý Thường Kiệt nãy vậy, ngày xưa là đường Nguyễn Văn Thoại nè. Đây quẹo vô hẻm. Rồi quẹo phải, đây là đường Thành Mỹ. Bên tay trái có chùa, thấy treo cờ Phật giáo đó, mùa Vu Lan tháng 7 âm lịch đó, gì cũng lớn. Rồi đây cái vòng xoay đường Đông Hồ nè. Qua đây là thuộc quận Tân Bình hả gì? Phường 8 à. Đó, những cái hẻm hóc ở Sài Gòn đêm khuya. Rồi cắt ngang đây là đường Lạc Long Quân cái gì? Rồi phải là đi ra Bà Quẹo đó, đi ra ngã tư Bảy Hiền. Cặp đi chơi về khuya là gì. Rồi qua đây là đường Hồng Lạc cái gì. Wow, có xe cảnh sát biết đi tuần tra sao. Wow, có cái tiệm pharmacy tới giờ vẫn còn mở cửa nè. Bây giờ là gần 11 giờ đêm nha quý vị. Tiếp ở đây là đường Hồng Lạc.
Em từ từ tiến về khu Bầu Cát, Tân Bình hay gì? Đây thuộc phường 10. Bây giờ cái siêu thị vẫn còn bán. Vì thấy Sài Gòn đêm khuya vắng hơn ban ngày gì ha, chạy thoải mái hơn. Rồi, đây là giao nhau với đường Âu Cơ. Đi thẳng là Thoại Ngọc Hầu, đi về ngã tư bốn xã, đi về xa lộ Đề Hàng đó vậy. Giờ quẹo phải bên đây là đường Âu Cơ nè. Đường Tân Thành nha gì. Đây thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú rồi. Tách ra từ quận Tân Bình ngày xưa nè. Vì thấy cuộc sống Sài Gòn về đêm. Giờ bên phải đây là đường Lý Văn Bích. Trời ơi, ở đây là đường Thống Nhất thì càng về khuya đường phố nó càng vắng vẻ ha. Mình phải đi chợ Tân Phú nè, chỉ còn quán nhậu thôi. Đó, càng đêm khuya càng cảm thấy cô đơn cái gì ha. Bên phải đây là đường Nguyễn Hậu. Đó, bây giờ nhiệt độ càng xuống thấp cái gì, chắc khoảng 27 độ C thôi. Khuya nữa xuống chắc còn 25 độ, lạnh phải mặc cái áo khoác nhẹ gì. Vì hồi chiều có mưa, không khí ẩm nó nhiều, cảm giác nó lạnh. Ok, thôi good night quý vị nha, chúc chị ngủ ngon. Ngày mai mọi điều tốt lành sẽ đến. Thank you. See you quý vị. Good night.